Nghiêm Thị Thu. Vâng. Cô chú quán tại Quảng Linh, thị xã Cẩm Phả. Cô đến với bệnh viện, cô đang bị mắc bệnh phổi. Cô truyền một lần. Truyền một lần. Xong rồi về là nghe tin thấy tình hình ở bên này chữa tốt. Vâng. Đấy, có người giới thiệu, chắc là cô sang luôn. Vâng. Ở nhà mình cũng không nghĩ là mình cũng chưa hiểu được ở bên này là những cái điều kiện và những cái vấn đề như thế vào đến bệnh viện thì mình mới cảm thấy là thực sự là điều trị ở đây là thực sự là tốt. Vâng. Nói chung là không những cô và cả gia đình nhé. Nói chung là trước khi đến bệnh viện thì mình cảm thấy là mệt mỏi, rồi nó không tự tin lắm. Sau khi điều trị thì nói chung là cô về cô vận động được, những cái phục vụ gia đình, những cái đơn giản là cô làm được hết trong công việc Tết. Nói chung là thoải mái. Thế còn bây giờ tiến triển thì cô cũng chỉ mong làm sao thì bệnh viện cố gắng bằng mọi biện pháp để giúp bệnh nhân điều trị cho nó mau chóng hồi phục. Nói chung là đã đến bệnh viện này là cô đến là cô tin tưởng tuyệt đối. Và thứ nhất thì không biết mọi người nào, đối với cô thì sự thật nó là tiến triển tốt. Thì cô thấy con người cô là khỏe ra, và như dịch tràn là cô điều trị sau 1 tháng là hết. Và hiện nay cô sang cô điều trị nút mạch lần 3 là cô không ho nữa. Thì cô thấy sự tiến triển thì cũng động viên mọi người là tin tưởng vào bệnh viện hiện đại Quảng Châu Trung Quốc này. Đấy, còn thì nói chung là với cô thì cô thấy nó như thế. Còn với mọi người thì cũng nên động viên nhau đã đến đây là tin tưởng tuyệt đối. Những vấn đề như thế.